sau một vòng đấu ấn tượng, chúng ta hãy đến với đội hình tiêu biểu do chúng tôi lựa chọn. Áp đảo của các cầu thủ Tottenham, anh Trần Minh sẽ chọn cầu thủ nào? Tôi chọn Dele Alli. Dele Alli. Amabi. Bi chọn Lacazette. Trời đất ơi. Lacazette. Đúng rồi, tại vì đây là không một không có Lacazette là thua 0-2 đúng không? Thua 0-2 mà có một có thể giống nhau đó, đá tiền đá trung phong giống Bi á. Đúng không? Đúng không? Quan thân. Dứt điểm mà Bi rất ăn thưởng, Bi rất thích. Zombie không phải là Arsenal hay là bùng đá hàng Anh. Bi đang nói về Bi và Lacazette. Zombie là một phát ăn luôn. Đúng rồi, Bi rất thích. Anh Quang Thành thì sao? Thì theo mình nghĩ thì cũng giống Bi thôi. Mình đã hậu vệ thì mình thích Robertson. Robertson. Mình nghĩ Liverpool mà không có hai hậu vệ biên Adnan như Robertson thì Liverpool có thể không đá được như vậy. Đến tôi là một người châu Á, tôi sẽ chọn Song Heung-min. Một trận đấu quá hay của Song Heung-min, một bàn thắng và một đường kiến tạo và đóng góp vào lối chơi của Tottenham trong suốt mùa giải trước và mùa giải năm nay.